Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất đến ngày mai 15 tháng 6 năm 2024, thì các doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt buộc phải thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Sau mốc thời gian này thì các doanh nghiệp không tuân thủ quy định sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Thống kê từ ngành thuế thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 222 đơn vị kinh doanh mua bán vàng, trong đó 210 doanh nghiệp đã triển khai xuất hóa đơn điện tử từng lần bán, chiếm tỷ lệ là 95%. 12 doanh nghiệp còn lại đang trong quá trình làm việc với các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm xuất hóa đơn và cam kết sẽ với cơ quan thuế sẽ thực hiện đúng theo quy định. Việc triển khai xuất hóa đơn điện tử từng lần bán trong kinh doanh mua bán vàng sẽ giúp cơ sở kinh doanh vàng tăng hiệu quả quản lý, kiểm soát tình hình kinh doanh, tạo lòng tin uy tín đối với khách hàng về nguồn gốc chất lượng vàng bán ra, giúp cơ quan quản lý kiểm soát ngăn chặn tình trạng buôn lậu kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc, từ đó góp phần minh bạch thị trường vàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chống thất thu cho ngân sách nhà nước.